Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì chắc có lẽ nhiều bạn chưa coi những tập trước, cho nên các bạn không biết được là Tân đang làm răng. Thì bên trong nó hơi cộm cộm chút xíu, nó hơi sưng nhẹ. Nó không có đau, nhưng mà nó hơi sưng nhẹ nhẹ. Cho nên Tân nói chuyện nó không có thoải mái lắm. Mấy ngày qua kể chuyện thì nó không có được gọi là lớn tiếng. Nhưng mà Tân kể cái giọng này Tân nghĩ rằng các bạn cũng nghe được và cũng có thể nắm bắt được câu chuyện. Thì hôm nay là ngày cuối tuần, là một ngày rất là đặc biệt. Hôm qua Tân có vô tình thì Tân có nói chuyện một người em. Thì người em này là làm cái nghề là in ấn áo thun. Thì chắc các bạn cũng biết là độ hơn nửa năm trước, lùi về năm 2020, thì lúc đó là Tân có cho ra cái sản phẩm đầu tiên của Tân là áo thun, hình ảnh của Tân để mà đi họp fan. Nhưng mà vô tình trong thời gian đó đang rơi vô mùa Covid thì Tân chưa có thực hiện cái việc mà up fan của mình được. Thì Tân rất là tiếc và Tân mong rằng Covid nó qua đi để mà Tân có thể làm được cái điều đó. Như là Tân đã hứa với các bạn. Thì độ khoảng nửa năm trước, khi mà Tân cho ra cái sản phẩm đó đó, thì cái ngày hôm đó là cái ngày giống y chang hôm nay, là mà bầu trời nó hơi đen và bắt đầu những cái cơn mưa đầu mùa nó đến. Thì thời điểm đó Tân mới đi lên một cái nhà xưởng ở quận 12. Thì Tân không nhớ kỹ cái tên, mà cái tên nó nghe giống như cái đội lưng xương rồng vậy đó. Hình như là Đông Hưng Thuận hay là gì đó, AB gì đó. Thì đi lên nó khá là xa. Thì thực sự ra là Tân đã có một cái nhà xưởng trên đó, và nó phù hợp với những gì mà Tân muốn rồi. Nhưng mà các bạn biết trong làm ăn á, Tân rất là kỹ. Cho nên là sẵn cái dịp đi xa đó đó, thì Tân đi coi 2-3 nhà xưởng một lúc luôn, chứ không có đi một nhà xưởng không. Thì ngày đó là Tân có thuê một chiếc xe 4 chỗ để mà Tân đi. Tại thứ nhất á, là từ nhà của Tân ngày xưa là ở Cao Thắng mà lên trên quận 12, cái chỗ đó đó nó rất là xa, đi Grab rất là mắc tiền. Cho nên là thà mình thuê chiếc xe giá nó cũng gần gần vậy mà có xe riêng, khỏi mất công chờ đợi. Thì thật sự ra cái xưởng đầu tiên của cái chú mà in áo cho Tân á, thì Tân hài lòng rồi. Thì Tân đi hai cái xưởng kế. Thì hai cái xưởng kế buộc mình phải đi để mình dò giá, để coi mình có bị hớ hay không. Thì khi mà đi cái xưởng thứ hai mình không thích, đến cái xưởng thứ ba thì Tân rất là ưng ý cái xưởng thứ ba của hai cái cô. Mà hai cô này là làm Tân rất là mê, rất là thích. Thứ nhất là có tinh thần nghệ sĩ, thứ hai là hài hước. Nhưng mà lại không hợp tác được với hai cô. Vì lý do đó là Tân kể câu chuyện này xong các bạn sẽ hiểu. Khi Tân tới xưởng của hai cô này đó, Tân bước vô thì hai cô rất là vui vẻ, rất là nhiệt huyết chào mừng Tân. Thì khi Tân bước vô thì cái người trợ lý đi chung với Tân á, thì thấy mọi chuyện nó bình thường. Nhưng Tân là cái người mà đã kể về tâm linh rồi, thì Tân ít nhiều cũng biết về tâm linh. Tân bước vô cái chỗ này Tân thấy nó không bình thường. Thứ nhất là cái xưởng rất là cũ, cái xưởng nó cũ lắm rồi. Tân nói thiệt, cái cảm giác giống như là một cái bàn gỗ đó, rồi bạn tới bạn lấy cái tay bạn ịnh vô là cái miếng gỗ nó rớt ra luôn, nó mục rửa đến mức độ đó. Xung quanh tường là bám rêu xanh hết. Thì hầu như là ba cái xưởng Tân đi đều bị y chang như vậy. Nhưng mà riêng cái xưởng của hai cô này đó thì là nó có một cái bàn thờ. Thì các bạn biết ngày xưa đó, ở nhà nào cũng có cái bàn thờ thiêng hết, là để ngoài cửa. Ở dưới quê chắc bây giờ vẫn còn. Còn những người Sài Gòn xưa là người ta để cái bàn thiêng ở trên sân thượng. Thì cái bàn đó thì mình biết rồi, mình không có lạ lẫm gì nữa. Đặc biệt là những cái nơi mà nhà xưởng thì nên có những cái đó. Nhưng mà ở gần cái bàn thiêng đó lại để một cái bàn thờ. Mà cái bàn thờ này nó thờ một nhánh hoa các bạn. Nó thờ một nhánh hoa màu đen. Là mình biết ở đây không bình thường. Ở đây chắc chắn nó phải có cái chuyện tâm linh gì đó. Nhưng mà thật sự ra đó, trong cuộc sống đi làm ăn đó, bạn đã bước vô nhà xưởng
của nhiều nơi thì bạn phải chịu cái tâm linh của nơi đó. Thứ nhất là bạn nên không nên sợ mà bạn nên bình tĩnh. Tại vì cái vong hồn đó nó đã phù hộ cho nơi đó, hoặc nó chỉ ám ở cái vùng đất đó thôi, nó không bao giờ đi với bạn về nhà được, trừ trường hợp bạn thỉnh nó về thôi. Cho nên bạn cứ bình tĩnh, bạn đi vô giống như bạn không biết gì về tâm linh thì là ok. Thì Tân mới vô trong đó nói chuyện với hai cô, thì hai cô rất là thoải mái, rất là dễ thương. Nhưng mà hai cô sau khi nghe Tân trình bày đó, hai cô mới hỏi là: ủa sao con in áo thun mà con in cái mặt cái thằng này giống con quá vậy? Tân mới nói là cái thằng này là con đó cô. Đó thì cổ mới nói rằng là: trời ơi sao tự nhiên in mặt con lên chi vậy? Hả, con là cái gì mà sao con in mặt con lên con bán? Thì Tân mới nói là: dạ cô, con làm YouTuber. Thì cổ mới nói: ồ YouTuber hả? Trời ơi vậy hả? Rồi này kia rồi hỏi thăm rồi đó về cái nghề làm YouTube. Thì cổ mới nói rằng là bây giờ in cái áo này đó mà cô mà in lên 500 hay 1000 cái thì cô nhận được. Chứ còn in nhiều hơn á thì cô không thể nào mà cô nhận được của con. Tại vì như vậy, thứ nhất là hai cô này đó lớn tuổi rồi, và coi như hai cô không có thiếu thốn gì hết. Và hai cô đang trong quá trình xin giấy tờ để đi Mỹ định cư. Thì hai cô muốn qua bển sống với người nhà của mình là thứ nhất. Thứ hai, lúc đó nó đang rơi vô cái mùa là giãn cách xã hội. Thì cái xưởng này đó nó chỉ giữ lại là khoảng 5 người thôi, chứ không có được mà giữ 20 người hay là nhiều người. Chỉ được 5 người trên một cái diện tích đó thôi, cộng với hai cô này là 7. Nhưng mà hai cô này thì không ở lại cái xưởng đó, hai cô này là đi về. Mỗi buổi chiều xong việc là đi về hai chị em. Thì Tân mới nói là: trời tiếc quá hai cô ơi, tại vì cũng thấy hai cô thích quá, mà giải cũng tốt, mà chất liệu thì ok, mà chỉ nhận được có 1000 cái thôi thì không có đủ, tại vì Tân muốn in số lượng nhiều hơn. Thì đến bây giờ là coi như bán hết trơn rồi đó, các bạn yêu thương quá ủng hộ hết trơn rồi đó. Thì Tân không có làm việc với hai cô này, nhưng mà mình cũng thấy là tiếc. Thì sẵn dịp ngồi, không lẽ bây giờ không làm, đứng lên đi về. Thì hai cô mới nói mời trà. Thì mới nói với Tân là: ủa vậy con làm kênh YouTube kể về cái gì, làm về cái gì? Tân nói là con kể chuyện ma, kể chuyện tâm linh. Thì hai cô mới nói là: trời ơi con kể vậy rồi con có thấy không? Thì Tân mới nói là: con không có nhìn thấy thường, nhưng mà hồi đó con có thấy, nhưng mà con bước vô cái chỗ nào mà con thấy tâm linh là con có biết. Thì hồi nãy con vô con thấy chỗ cô nó có cái bàn thờ mà thờ một nhánh hoa đen. Thì con không có biết được là cô đang thờ ai, hay đằng sau cái nhà xưởng này có chuyện gì hay không. Thì hai cô mới nói rằng là: con nhìn đúng rồi đó, ở đây có chuyện. Thì Tân nghe đến đây thì hai cô nói luôn, chứ Tân không có hỏi nha. Hai cô nói luôn, hai cô mướn cái mảnh đất này 10 năm rồi. Mướn mảnh đất này 10 năm rồi. Thì thời gian đầu hai cô rất chật vật với những cái vong hồn ở đây. Cái nhà xưởng này trước đây đó cũng là một cái nhà in ấn của một cái gia đình. Cái gia đình này á là có tổng cộng á là 8 người. Là cô kể nha. Cái miếng đất này có tổng cộng là 8 người của một cái gia đình mà làm nghề in ấn. Thì cái gia đình này làm ăn rất là phát đạt, cho đến khi mà cái cô con út đó đi lấy con rể, là lấy chồng đó, lấy rể. Thì thay vì mà những người cả lấy đầu tiên thì cô con út là người lấy đầu tiên. Thì hồi xưa đó là người ta làm ăn là người ta rất là tin vô chuyện tâm linh. Cho nên là người ta đi coi bói, thì thầy bói nói là các cô út này nè là không được lấy chồng năm đó. Vì nếu lấy chồng là không hạnh phúc, mà người chồng này sẽ gây ra cái chuyện đó rất là lớn cho gia đình, mà ảnh hưởng đến chuyện sự nghiệp, tánh mạng của gia đình. Thì các bạn biết á, thường người ta đi coi bói á, mà thầy bói nói hai đứa không hợp, dữ lắm á, dữ dội lắm á, là cái người này sẽ khắc người kia chết, thì gia đình sẽ ngăn cản. Nhưng mà con người ta lại kỳ. Đi khi coi bói mà người thầy bói nói á, là cái người con rể mà khắc mà sự nghiệp cả gia đình mà đều có thể chết chung á, thì người ta lại không tin. Người ta lại thấy cái chuyện đó, nó hơi phi lý. Thứ nhất là cái gia nghiệp của người ta, Tân dùng từ là gia nghiệp của người ta, nó đã quá hưng thịnh rồi.
người ta mua được cái miếng đất đó, con cái người ta thời điểm đó, cái cô mà kể chuyện cái Tân, hai cô đó nói là thời điểm đó mỗi người con gái đi một chiếc mẹt, mẹt cũ mẹt cổ thôi, nhưng mà đã đi mẹt rồi. Thế bạn biết là nhà người ta khá giàu cỡ nào, mà cô Út lấy chồng thì chồng cũng ngang ngửa, chứ chồng không phải là cái người bê tha nhậu nhẹt nha, chồng ngang ngửa về gia tài nha mới vô lấy. Tại vì hồi xưa người ta có cái câu là môn đăng hộ đối đó, thì cái người chồng mới quen của cô Út đó là thực sự ra người này là một cái người cũng làm trong cái ngành may mặc, chứ không phải là cái người mà coi như ngoài ngành. Thì thực sự người ta muốn gả con Út người ta đi cho rồi, thì cái bà thầy bói này nói thì gia đình ta không có tin, và người ta về người ta tự kêu thầy tới chứng nghiệm. Có nghĩa là người ta mua những cái thạch anh hay là những cái đá mà được gọi là đá quý đó, người ta chứng những cái cung mà nó khắc với gia đình của người ta, người ta chứng hết. Và sau đó là người ta làm thành cái nòn, cái gọi là cái hòn non bộ, chứ phải cái nòn, xin lỗi, cái hòn non bộ. Người ta che đi những cái thạch anh phong thủy đó, thì người ta cảm thấy là an tâm. Thì lúc đó cái cô Út mới đi lấy chồng. Thì cái ngày mà tổ chức đám cưới đó các bạn, đó, cái ngày tổ chức đám cưới đó, là hai bên bắt đầu tổ chức tiệc á, thì ba má của hai bên là lên trễ. Lên trễ, ba má chú rể cũng lên trễ, và ba má của cô dâu cũng lên trễ. Nhưng mà ba má cô dâu đi có đoạn đường nó xa hơn, thì không hiểu sao là cái linh nghiệm hay sao đó, thì ba má cô dâu bị tai nạn qua đời. Các bạn biết á, là cái gia nghiệp này là từ hai vợ chồng này làm nên. Những đứa con tuy là có phụ nhưng mà nó không giỏi bằng ba mẹ nó, nó chưa đủ lông đủ cánh. Với lại phận nữ nhi mà, nó chưa làm sao mà chèo chống được một cái gia sản như vậy. Mà cái ngày vui của hai đứa lại là cái ngày buồn. Ba mẹ của cô dâu mất thì buộc phải dời cái đám cưới lại. Là bắt đầu nó linh nghiệm theo cái lời người thầy bói nói. Mà khi hai ông bà này mất đó, là những đứa con gái nó không có gồng được cái chỗ này. Thì sẵn đây tôi nói các bạn hiểu, một cái gia nghiệp tuy có thể nó bền vững, nhưng đằng sau nó là một đống nợ. Người ta nói nó là thuyền to thì sóng lớn, đúng không? Thuyền mà càng to thì sóng càng lớn, muốn ra khơi đánh bắt cá phải trả giá khá nhiều. Không có ai mà giàu có mà đằng sau nó không có những cái khoản nợ, nợ ngân hàng, nợ anh em, nợ tình, nợ nghĩa, nợ rất nhiều thứ. Mà khi cái con chim đầu đàn nó nằm xuống như là rắn mất đầu, thấy không, thì những người con ta gồng không nổi. Phải chi giả dụ mà ông ba mất mà còn bà mẹ đó, bà mẹ vẫn có thể giúp mấy đứa con được. Nhưng mà cái người chồng mất mà bà mẹ mất luôn, là một cặp mất luôn đó, thì những đứa con nó không có gồng gánh nổi. Đó, những người con không gồng gánh nổi. Thì lúc này đó, gia đình này nó rơi vô cái tình trạng là chủ nợ nó tới đòi. Tôi nói các bạn là nhà phải có nóc, phải không? Mà người cha giống như trụ cột với nó, giống như nóc nhà vậy đó. Khi nhà nó đã nóc rồi thì mưa nó sẽ dột, thì những người chủ nợ bạn hàng tới sẽ đòi. Làm ăn mà bạn, đồng tiền là xuống quấn chiếu, xoay vòng. Chứ không có ai mà người làm ăn ta ủ tiền hết chứ. Không có. Người ta phải xoay vòng đầu tư, nó mới đẻ ra tiền. Làm ăn mà để cứng trong nhà mà giống như là ôm ấp đó là có ngày mất hết. Làm ăn là phải xoay vòng, phải ra ngoài, phải đầu tư, phải làm đủ thứ. Thì nợ nần nó phải có, phải không? Rồi cái người trả cho mình thì trốn. Gia đình này cũng có những người thiếu nợ cái gia đình này, nhưng mà cái người thiếu nợ thì trốn. Còn gia đình này nợ ai thì chủ nợ tới đòi. Đất đai nhà cửa xưởng ở đó mà, ta tới ta đòi. Thì bên nhà chồng cô Út đó, thấy tình trạng nó căng quá thì anh này anh cũng lui binh, anh không có tới lui nữa. Bắt đầu mới lộ ra cái mặt thật của bên nhà chồng à, là cũng không có mặn mà gì lắm. Chẳng qua là nồi nào thì ấp với dung đó, phải không? Thì cũng muốn môn đăng hộ đối, cho nên là qua bên này lấy cô này, gia sản cũng ngang ngang nhà mình thì lấy. Chứ còn tình cảm thì chưa có sâu nặng. Đó, khi thấy mà cô này, gia đình cô này lâm vô cái tình trạng nó bi đát đó, thì
rút lui, bỏ lại, vuốt ngựa chi phong, bỏ. Thì mấy chị em trong nhà này là phải tự gồng gánh. Tự gồng gánh để mà vượt qua cái khó khăn của cái xưởng này. Nhưng mà đến cái giai đoạn là không thể gồng nổi nữa. Không thể gồng nổi nữa. Thì nhiều người chủ nợ thời đó người ta ác quá bạn. À, người ta ác quá. Ngay cái đám ma của ba mẹ cô này á, là người ta tới, người ta tạc sơn, người ta quậy, người ta phá. Mà người chết rồi mà không còn an nghỉ. Thực ra khi sống thì hai ông bà này làm phước rất là nhiều. Nhưng mà trong chuyện làm ăn mà các bạn biết, không ai mà không có những cái món nợ bên ngoài. Đã làm ăn lớn là luôn luôn có những cái món nợ. Nhưng mà người ta xuất hiện trước mặt mình thì với cái tư cách là cái người làm ăn lớn, đồ hiệu trên người này kia các cái. Nhưng cái bên trong đó, là chỉ có gia đình mới biết thôi đó. Bên trong mới biết chăng, bởi vì bên trong chăng mới biết chăng có rừng đó. Ông bà mình nói ngày xưa đó. Thì cái chuyện đó rất là bình thường trong giới làm ăn. Nhưng mà khi nó đổ vỡ đột ngột quá, thì bạn biết là cái nhà xưởng này đó, là cái cơ nghiệp cuối cùng của gia đình. Giống như là khi người ta bán hết đất đai rồi, bán hết gia sản rồi, người ta còn có miếng đất này thôi. Và người ta còn có bao nhiêu đó để người ta có thể sản sinh ra sản phẩm để người ta bán lấy tiền. Mà chủ nợ người ta cũng không tha. Ngày nào người ta cũng tới người ta phá, người ta làm đủ thứ chuyện hết. Thì những cái người con này nè, thì Tân nghe nói thời điểm đó đó là cho đuổi hết nhưng công về. Và mấy chị em đó thắt cổ chết ở trong cái nhà xưởng đó. Mấy mạng người chết ở trong đó. À, đến khi sáng hôm sau mà nhân công người ta vô người ta phát hiện đó, thì là người thân của những người này, à, của những chị em này là người thân xa, đứng ra để mà lo an táng cho cả một gia đình. Và sau đó là người ta đóng lại cái nhà xưởng này một thời gian. Thì à, hai chị em mà kể câu chuyện này cho Tân đó, mới thuê lại cái nhà xưởng này từ một người thân trong gia đình. Thì người ta có nói rõ ràng với hai chị em này là trong nhà này đã xảy ra một cái câu chuyện như vậy. Và có nhiều người ở gần đó, người ta thấy tối là gia đình này đi vòng vòng trong đó, rồi nhiều khi thấy ngồi ăn cơm. Thì cũng có nhiều đứa trẻ đó các bạn, nhiều đứa trẻ nó tò mò, nó nhìn vô đó, thì rõ ràng nó thấy một cái gương mặt nhìn ra. Thì nhiều đứa trẻ ở đây người ta sợ đồn nơi này có ma. Thì hai chị em này không sợ. À, hai chị em này đồng ý thuê lại mặt bằng đó. Với cái thời hạn là 5-10 năm. Nhưng mà trước mắt là thuê 5 năm. Để xem coi là cái việc làm ăn của hai chị em này có thành công hay không. Nếu mà ok trong cái ngành mà in ấn đó, áo thun đó, thì hai chị em này sẽ lấn tới và ký hợp đồng thêm. Còn nếu mà không thành công hay là nó không hên á thì bỏ. Tại vì hai chị em này không có sợ ma. À, hai cái cô này không có sợ ma thời điểm đó. Thì khi mà về đây đó, thì hai cô tổ chức một cái tiệc rất là lớn linh đình để mà cúng ở đây. Thì khi bước vô đó thì thầy mà hai cô kêu tới coi đó thì cũng nói là ở đây không có ổn nha. Dòng ở đây là hơi bị gọi là oán khí đó. Cho nên là nhắm kinh doanh được thì kinh doanh. Nếu mà thương lượng được đó thì là người ta phù hộ làm ăn rất là đắt. Còn nếu như không thương lượng được là coi chừng dông mạng nha. Đó thì hai cô này đó, thật sự là hai cô cũng là dân mà coi như là khủng khiếp vậy làm ăn. Hai cô không có sợ. Mà mặt bằng này lúc đó nó rẻ. Tại vì trong có người chết mà. Không ai dám thuê thì hai cô thuê, nó quá rẻ đi. Thì hai cô nói là con tin đó. Nói ông thầy Pháp đó, con tin đức độ mình sống hồn ma dứt dữ nó cũng hiểu. Mình không có ý hại ai đó, thì người ta cũng hiểu cho mình. Mình vô đây mình làm ăn chứ không phải là vô xâm phạm đất đai người ta. Đó, thì lúc này đó là hai cô mới cho nhân công vô. Thì bạn biết nhân công đó thì phải có người ở lại giữ xưởng, chứ không người ta ăn cắp sao. Phải có bảo vệ ở lại giữ xưởng này kia các cái. Thì thời đó là 20 người ở lại đó để giữ xưởng. Nhân công là trên 50-100 người tùy theo mùa. Nhưng mà có 20 người chính thức là ở lại đó
để mà giữ cái xưởng đó, để mà sinh hoạt trong đó. Nhiều khi tăng ca hay có việc gì đó là làm liền. Đó. Thì buổi chiều đó, 20 người này sẽ dọn ra 20 mâm cơm để mà ăn. Thì cái ngày hôm đó, đó là cái ngày cúp điện. À, không có điện. Cho nên là 20 người này dọn cơm ra ăn. Thì bạn biết, mình nói dọn mâm không có bàn. À, 20 mâm cơm, nhưng mà mình không phải 20 mâm cơm. 20 mâm cơm nó quá. 20 người này chắc dọn cũng khoảng 5-10 mâm thôi. Đó, mình nói là như vậy cho nó dễ. Không phải 20 người mà 20 mâm cơm thì nó không đúng. Là 5-10 mâm thôi thì mới dọn ra và trải chiếu ăn. Đó. Thì trải cái chiếu hàng dài á, dọc theo cái bờ mà của xi măng á, cái bờ hành lang đó, thì chắc cũng 5-10 mâm gì đó. Mình dùng cái từ mâm thì bạn tưởng là nhiều, mà đa số là ăn cơm thôi. Còn lại là rau với lại cá khô rồi mấy món kho. Đó, từng dùng từ mâm cho nó sang vậy đó. Thì trải ra cho 20 con người này ăn. Đó. Thì tự nhiên các bạn, cúp điện mà, thì tự nhiên có người ta cầm ở đèn dầu lên, ta vô để ta lấy nước ta uống. Khi cầm đèn dầu dơ lên á, là ta hết hồn. Ta nhìn thấy trong nhà xưởng á, là có một cái bàn cơm. Trong nhà xưởng có một cái bàn cơm. Và từ từ ở ngoài á, ta thấy có một cái gia đình đi vô đó ngồi ăn cơm. Thì cái người mà cầm đèn dầu lên mới la là ai vậy? Tại cúp điện mà, ta đâu có thấy. Ai vậy? Thì 20 người đang ăn chung đó. 20 người đang ăn chung đó. Ai vậy là mình đang nói ai vậy? Tụi tao đang ngồi đây ăn chung với mày hết, không thấy ai vậy. Và có người ở trong nhà xưởng đang dọn cơm ăn. Thì cả 20 người này đi vô trong nhà xưởng. Tất cả đưa đèn lên. Thì thấy, các bạn biết thấy gì không? Cái bàn đó vẫn có. Nhưng mà trên bàn thì có chuột, dán nó đầm đầy trên bàn hết. Đó là cái lần tiên mà 20 nhân công của hai cô này thấy. Sau đó là họ cũng dè chừng mấy bạn. Người ta là dân tứ xứ mà. Mỗi người cúng một kiểu. Mỗi người cúng một kiểu. Nhưng mà không có ai mà không thấy cái gia đình này hết á. Tối mà nằm ngủ là gia đình này về. Đó là họ về, họ bắt đầu, họ may. Họ may, họ nghe tiếng kẽo kẹt ở trong cái xưởng may á. Họ vuốt tới vuốt lui cái máy may, làm đủ thứ chuyện hết. Thì 20 người này người ta không dám mở. Người ta không dám mở, tối đi toilet tao không dám đâu. Kêu một lần đi 5-6 người. Nhưng mà 5-6 người bị nhát là bị nhát như thường à. Đó, vô toilet tiểu hay này kia là tự nhiên cái cửa toilet nó đóng luôn, khỏi mở. Có người bị đóng đến 3-4 giờ sáng nó mới mở. Thì bạn biết làm sao người ta dám mở. Thì hai cô này cũng nghe nhân công nói lại. Nghe nhân công nói lại thì hai cô mới vô. Thì ngày đó cô mới cho 20 người này đi ra ngoài. Hai cô đó cho 20 người ra ngoài hết, luôn bảo vệ ra ngoài luôn. Hai cô ở lại đó một đêm. Thấy hai cô đó gan không? Ở lại đó một đêm và ngồi đợi cái gia đình này xuất hiện. Thì cái cô mà lớn đó mới nói là em tên gì và em gái em tên gì. Tụi em thuê lại nơi này để giữ lại cái ngành nghề là làm in ấn áo thun, cũng giống như gia đình của cô chú. Những vị mà khuất mặt khuất mày ở đây, chuyện của các vị con nghe rồi, nhưng mà tụi con phương xa tới, cho nên tụi con không có còn đường để con làm ăn. Mướn miếng đất này nó rẻ tiền là vì các vị đã gọi là chết ở đây. Vong hồn các vị con biết là có, nhưng mà con mong các vị hiểu, phù hộ cho con có thể phát triển cái nghề. Con hứa hàng năm là con làm đám giỗ, con cúng kiến, chứ con không có để coi như là cơm canh nó lạnh nhạt, để cho cái linh vị mọi người nó không hương khói. Thì mọi người muốn sao thì nói cho con biết. Thì đêm hôm đó hai cô ngủ đó, là cái người ba đó hiện hồn, mới nói là ngay chỗ chánh điện lập cái bàn thờ. Đó, tôi tên gì, vợ tên gì và những người con mất tên gì. Nhưng riêng người con út đó là rất thích cái ngành hoa lan, cho nên là làm riêng một cái bàn thờ để ở ngoài, kế cái bàn thiên, là cái hoa lan nó héo nó đen luôn cũng được, nhưng mà để đó thờ, là tượng trưng cho cái linh hồn của người con gái út.
đó, vì cái người con gái đó mà gia đình tán gia bại sản mà chết đó, thì mới để đó thờ cái nhành hoa hoa đó. Thì khi Tưng nghe cái câu chuyện này Tưng thấy ớn mấy bạn. Và cô đó nói luôn là những cái hình đó mà in ấn ở trong cái xưởng này đó, mà mình in những cái hình chữ nè, hay là mình in những cái hình nào mà nó theo logo đó mà của Tây phương thì được, nhưng mà hễ mình in những chữ tâm, chữ phúc, hay là những cái chữ hoa của người Hoa đó, hay là những cái chữ hay là cái hình mà liên quan đến những con rồng thú đó, là luôn luôn không được, là luôn luôn không được. Và đặc biệt á, là in những cái kiểu giống như là những cái hình mà người ta gọi là những cái áo mà giống như áo thầy pháp đó, những cái áo mà giống như là đồ mà thiêu hoa thiêu sen đó, là cũng không được đó. Vậy đó mà cái xưởng này được phù hộ đến mức mà hai cô làm ăn đó mà mua được nhà bên Mỹ luôn. Mua được nhà bên Mỹ thì hai cô có ra xin phép là, nhưng cái dịp mà hai cô lớn tuổi quá rồi thì hai cô mới xin phép là trả lại mặt bằng này để hai cô lui về Mỹ. Thì không ai còn hương khói nữa, không ai còn cúng kiến nữa. Thì mọi người ở đây đừng có buồn hai cô. Thì nghe đến đây thì Tân cũng lạnh người mấy bạn. Lạnh chứ. Bạn nhìn vô cái xưởng nó âm u lắm, nó ghê lắm. Thì Tân mới đi ra, thì Tân tạm biệt hai cô, Tân về. Và thật sự ra nếu như mà lúc đầu mà Tân nghe câu chuyện này á, thì Tân cũng không có hào hứng mà Tân may đồ hay là Tân in đâu. Mà lúc đầu thấy hai cô ok quá, Tân cũng hào hứng. Mà may phước sao hai cô chỉ làm được có 500 ngàn thôi, thì nó không đúng yêu cầu của Tân, cho nên là Tân không có hợp tác được. Chứ nếu như mà hai cô mà làm đúng được cái con số Tân muốn là chắc giờ này cũng kết hợp với nhau rồi. Đó, thì đây là một câu chuyện nữa nằm ở quận 12 mà Tân gửi các bạn. Có nhiều cái điều nó bí hiểm lắm, có nhiều nơi ngõ ngách mà mình chưa có đi qua, mình chưa có tới. Thì những câu chuyện ma nơi đó nhiều khi mình không có biết. Thậm chí những nơi kính cổng cao tường như nhà xưởng đó, là những nơi mà mình không bao giờ tới được. Mình đâu phải nhân công đâu mà mình tới. Mà nhân công bây giờ là cũng phải đi về nhà, chứ ít ai được ở nhà xưởng như là cô này cho. Cho nên nhiều khi ít gặp, mà có bị nhát nhát buổi trưa thôi. Chứ còn buổi tối mình có thấy hiện rõ thì không có, nhưng mà ở đâu thì cũng có ha các bạn. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.